Đây vỏ Hồng đựng lòng chuột nha. Hồng đi trễ tầm 2 cái, Hồng đậu xe đây có chuột này. Này. Một em. Tục chín chuột mồi. Chuột mồi đầy gắn, chuột lứa. Một em. Em chuột vàng. Tiếp tục dính một em. Hai một em kẹp tiếng giấy. Bốn em này. Chục mồi. Con chục lứa, chục này mồi bày gắn ok. Một em tiếp tục. Con này mập bố luôn. Cái này dính đó nè. Hai cái gần nhau nè. Hai con. Quá ok chưa? Ngon lành. Con nào con nấy mập ú nu. Hai em chụp vàng. Nhìn thấy đẹp nè. Nữa em nữa mày hả chuột. Mập uống nu rồi, tiếp tục thôi, mời cả nhà cùng theo dõi nha. Tiếp tục một em. Tiếp tục một em. Em này chuột mồi nè. Đồng đốc gà. Đây là đốc gà, đốc rơm. Thì mình bẫy theo mấy cái luồng đường mòn này. Tiếp tục một em nữa. Chụp mồi nè. Nè dính nè. Chụp mồi. Trời sáng sớm âm u. Trời cái này chuẩn bị mưa nữa. Rồi tiếp tục dính luôn. Dính hai con liên tục luôn nha mọi người. Đây em chụp mồi đây. Bên này còn nữa nè. Dính liên tục hai em. Đây, hai em chụp mồi nè. Mình đang ngay cái luồng đường mòn nó chạy nè. Đó. Thì trên bờ này có cái hang đó nè. Đường mòn cập bờ thì chuột nó chạy lừ hết nè. Này bờ. Xung quanh toàn là đốc cả hết nè.
Tiếp tục một em trục mồi. Đây được nhiêu đây nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi nha. Một em tiếp tục, em này bự mập ú nu. Em siêu to. Ở đây đồng ở đây xung quanh người ta cắt hết, đám nào cũng vậy, đám nào người ta cũng đốt gã hết, đốt gã chúng ta dễ bẫy, dễ kiếm cái đường mòn của nó. Rồi dính một lồng này, dính hai con trục mồi. Hai con quá đã hết sức. Bẫy này chỗ cũng chạy tung đít sập. Em chuột mồi, trời dính con cho bá luôn, lồng bự nhìn từ đằng sau thấy luôn. Đây nó đây cái này. Chục vàng ú nu. Rồi dính hai con gần nhau luôn mọi người. Đây. Đây một con. Bên đây một con nữa nè. Này. Hai cái gần nhau nè. Rồi nó có hai cái đường mòn thì mình đặt hai cái gần nhau luôn. Hai cái dính hai con. Con chuột tơ. Con chuột vàng ú. Mập ú nu. Vàng khe. Cái này thì chết quất. Gần vỏ nè. Chụp mồi. Nên chụp mồi tầm này mình bẫy cái hổ hành ngon. Quá đẹp, chụp đẹp. Dính nữa mọi người ơi. Một lồng hai em. Chụp mồi. Đây, nhìn thấy đã. Bảy hai con. Chụp đẹp hết sức luôn. Còn bảy tới đoạn này gần hết bảy nha mọi người. Còn tầm đâu 4-5 cái nó hết rồi. Có dính hàng một em chục mồi nữa.
cái này chất quất. Cái cuối cùng cũng cười nha mọi người. Hết bảy rồi. Đây mọi người, thì thành quả sáng nay có hồng được nhiêu đây này, trời sáng sớm giờ dắt này còn sương mù, quay nhìn hơi nó mờ mờ, mọi người xem cái clip mọi người thông cảm nha. Nhìn thấy mờ mờ tầm 40 con, 40 con này cũng được 3-4 kg. Nhỏ này nhỏ lòng không. Thôi Hồng xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Mọi người xem clip đăng ký kênh để ủng hộ Hồng nha, để theo dõi video tiếp theo hàng ngày từ kênh Hồng Vlog Săn Bắt nha. Hồng xin chân thành cảm ơn nhiều nha. Thôi Hồng kết thúc clip nha.